Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nào. Anh Trương Nguyễn nơi này không phải đi gặt là anh. Liên hệ cho em qua số hotline 035 460 2790 các bác nhé. Cho em Hương xin được gửi chúc sức khỏe này, lời hỏi thăm đến các bác nhà mình. Hôm nay là một buổi cuối tuần rồi, thời tiết Hải Dương khá là mát mẻ luôn nhé. Chào anh Giai Trương Nguyễn, chào anh Giai Lê Giảng này, chào anh Đình Nguyễn nào. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để em lấy Hương tư vấn này. Hôm nay thì em lại về thêm rất là nhiều mẫu xe mới nhé. Về thêm Kia Rio 2015 số tự động đẹp 395 triệu nhé, màu trắng đẹp luôn. Chào anh Giai Văn Khương, mỗi lần nhìn thấy cô Ngọc Trinh là biết ngay là bác là người thích cái đẹp rồi. Thích cái đẹp đúng không ạ? Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Số hotline em ghim trực tiếp ở đây 0354602790. Sáng nay thì cũng gót, giờ em cũng chốt luôn một chiếc xe Ghét này, một chiếc xe i10 này. Chào chị Hương nhé, cảm ơn Hoàng Hải nhé, hẹn mai gặp nhau nha. Chào bác Minh Lan nhà xe nào. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Chào anh Giai Bùi Quang Hà nhé. Fiat 213 số sàn bản E, xe chuẩn gia đình, thích cái đẹp đúng rồi anh ạ. Anh Văn Khương là người thích cái đẹp. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Mỗi bác cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh, những lượt tin và những lượt chia sẻ mới nhé. Thời tiết Hải Dương hôm nay thì có gió, có nắng và có mưa luôn. Và chỗ em Hương thì lúc nào cũng có nhiều xe đẹp, giá cũng đẹp luôn ạ. Số hotline em ghi ở đây rồi. Bác nào quan tâm mà muốn đến xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Lê Hải ạ. Chào người đẹp, có xe nào cho anh không em ơi? Chỉ có con Vios đấy thôi nhưng giá em mua hơi bướng rồi. Hiện anh em mình giao lưu chiếc khác nhá. Nhà anh thì chuyên Vios rồi. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ok, 21 khách hàng rồi. Em Hương xin phép được đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Để ăn chắc thì em vẫn cứ mặc cái áo lắng vào, tí nó bừng lắng lên cái nào vẫn không phải mặc thêm áo nào. Chào bác Văn Mạnh nào. Anh Giai Trương Nguyễn ơi, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Giai Quân Cóc ơi, lâu lắm rồi mới gặp anh Trang Quân Cóc nhà mình nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Kia Morning số tự động, xe chuẩn gia đình, với cái tầm tiền trên 100, 150, 160 thì các bác có thể rất là nhiều sự lựa chọn về Kia Morning nhé. Còn trên 200 triệu thì có thể mua i10. Còn Vios 215, em đang có chiếc xe Vios 215 mới về nữa đây. Một siêu phẩm Toyota Vios đời 2015 số sàn bản e xịn. Giá chào bán là 345 triệu. Chào bác mặt trăng mặt trời nào. Thả tim đẩy view mạnh lên cho em nào. Vios 2015 giá chào bán là 345 triệu. Máy số zin biển 22 Tuyên Quang, xi nhan trên gương, 4 bánh trang bị phanh ABS với lớp sơn màu bạc sáng nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ là 7 lít trên 100km ngoài đô thị thôi. Trong đô thị thôi, còn ngoài đô thị chỉ 5 lít thôi các bác nhé. Chào bác Hợp Lý Phùng nào. Anh chị cô bác nhà mình ơi, cho em Hương xin những lượt chia sẻ nào. Đẩy view lên, hôm nay chủ nhật rồi. Các bác nhàn rồi đúng không ạ? Hôm nay là nhàn rồi, không như mọi ngày phải đi làm vất vả đâu ạ. Nhưng em Hương thì không hề có ngày nghỉ luôn này. Vios 2015 lên màn hình Android cảm ứng, trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp. Một trong những cái dòng xe các bác quan tâm rất là nhiều luôn. Giá chào bán 345 triệu, bao hồ sơ em còn bớt thêm. Nón lọc lá của em có đấu giá không em ơi? Bình thường chắc em nghĩ rằng anh Trương cũng sẽ có một cái nón để đi làm công vụ. Còn đây cũng là nón công vụ của em ạ. Hôm trước còn để trên ô tô đi từ đây lên tận vào Huế cơ. Từ Huế xong vào tận Hà Nội cơ, đội cái nón này lên Hà Nội các bác cứ cười thôi. Chào bác Diệu Trần, cảm ơn anh mặt trăng mặt trời nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Không chỉ có xe đẹp đâu mà còn có cả giá đẹp luôn. Các bác ơi, giá cũng đẹp luôn này. Một chiếc xe Kia Morning, Kia Morning số tự động nhé. Một em xe đến từ các bác trong quân ngành đây, làm trong ngành công an nhé. Đèn bi salon này, đèn gầm là đèn bi nhé. Cụm đèn pha phía trước cũng là đèn bi luôn. Dải đèn nét quanh xe luôn. Cam 360, 146 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em đây Hương ạ. 146 triệu Kia Morning số tự động đẹp đời 2004 đây. Bác nào đang thích dòng xe mà trên 100 triệu thì không thể bỏ qua đâu. Kia Morning 2004 số tự động đây nhá. Em cho các bác nhìn option này, giật mình luôn. Còn đang chế cái gì đây? Đang chế thêm một cái cổng có sạc, có sim 3G này. Màn hình Android cảm ứng này, đề nổ khởi hành start top, ghế da 6D,
trần da 6D luôn. Có quạt gió đầy đủ cho em, cánh gió thể thao đây nào. Chào anh Tọc Bù nào, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Có Kia Morning số tự động đẹp màu đen, biển 36 Nghệ An, ốp lên Na Răng rồi, giá chào bán là 146 triệu còn bớt thêm. Và vừa rồi em Hương có một chiếc xe nữa đây. Có cách nào vừa xem em Hương vừa xem cố lên anh ơi, không sao cả, ủng hộ em Hương bằng những lượt chia sẻ đi nào. Không sao anh ơi, ủng hộ ai cũng được, cùng là anh em nhà em hết mà. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Kia Morning 20 mấy nhà em này là 206, số tự động màu đen em vừa mới về đây. Đợt này em về khá là nhiều những dòng xe trên 100 triệu. Vì sắp đến mùa mưa phùn rồi. Gió rét như thế này mà để con gái vợ con đi xe máy khổ thân ra. Em sẽ làm cho các bác nhà mình những cái dòng xe số tự động, xe gia đình giá chỉ hơn 100 thôi, để các bác nhà mình có thể mua gia đình nhé. Và bên đây là một chiếc xe i10, dòng xe thương hiệu Quốc Dân, rất là nhiều khách hàng yêu thích và không thể phủ nhận rằng em nó quá là chất luôn đúng không ạ? i10 Quốc Dân với đời sản xuất là 2015, nước sơn màu trắng đẹp, biển 30 thủ đô Hà Nội. Đời 2015 nhưng mà form dáng em này nó lại độ lên 2017, 2018 nhá. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên nào, bác Hoan Lê ơi. Em chào anh Đức Nguyễn, chào anh Nguyễn Hưng nhá. Chia sẻ mạnh tay nhiệt tình lên cho em nào. i10 2015 với động cơ trang bị 1.0 số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và giá chào bán của chiếc xe i10 màu trắng này là 225 triệu. Đời 2015 nhưng form 2017, 2018 nhá. 225 triệu số sàn cho em đây ạ. Số sàn có i10 cho các bác nhà mình tham khảo đây. Trần lỉ nguyên zin, ghế da 2 màu, táp ly táp lô đẹp, ốp lên Na Răng rồi. Thả tim mạnh mẽ lên nào, quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại, em tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bác nhà mình để đi vào một cái chung kết xe đẹp, giá đẹp luôn nhá. Chào anh Giai Cường Móm này, chào bác Nguyễn Đức Mạnh nào. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào bác Nguyễn Hưng nào, chào bác Cường. i10 2015 nhưng mà lên form 2017, 18 thật sự quá là đẹp luôn. Mà giá chỉ có 225 triệu thôi ạ. 225 triệu cho chiếc xe Grand i10. Có đèn gầm đầy đủ cho em nhé, có đèn gầm luôn nhé. Hôm nay em Hương còn về thêm rất là nhiều dòng xe nữa cơ. Về thêm Kia Rio màu trắng, số tự động đẹp nhập Hàn 2015. Về thêm Cruy, về thêm Vios, về thêm rất là nhiều luôn ạ. Em chào anh Giai Cường Móm nào, chia sẻ đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Đừng tiếc những lượt tim, những lượt like và những lượt chia sẻ để ủng hộ em Lê Hương các bác nhé. Tiếp theo bên đây này, em Hương còn có một chiếc xe Chevrolet Cruy với biển 29A, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen đẹp. Với cái tầm tiền trên 200 triệu, các bác muốn mua xe số sàn bản sedan 2 đầu cho nó dài và rộng thì em có em có Chevrolet Cruy. Cruy 2013 số sàn em Lê Hương mới về đây. Chevrolet Cruy biển thủ đô Hà Nội, đời 2013 số sàn nhá. Bình thường em có Cruy 2015 và 2011 nhưng bán rồi, mới về thêm Cruy 2013 này. Giá chào bán chiếc Cruy 2013 này là 270 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruy đời 2013. Xe này vừa mới về ạ, hôm qua là chưa có đâu. Táp ly và táp lô là cải màu giữa đen và một màu lâu bò rất là đẹp luôn. Cột kèo keo chỉ zin, một trong những cái dòng xe khách hàng quan tâm rất là nhiều. Chevrolet Cruy em đang chào bán với giá là 270 triệu ạ. Chào em Hương chân dài, trời rét quá. Thời tiết Hải Dương quá là yêu luôn nhá. Chị gái Kim Cúc ơi, em vẫn đợi anh chị đến đấy. Em vẫn đợi anh chị ạ. Địa chỉ bên em đây các bác nhá, mặt đường 62m, chân cầu Lộ Cương, đằng sau là cây xăng dầu 51, ngay cái phòng xuyến này là các bác vòng hoặc là đến chợ ô tô của em Hương rồi. Chevrolet Cruy em mới về đây, thả tim thả like nào. Em chào bác Hoàng Quốc Đạt nào. Cruy với hệ thống cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến va chạm, lắp lipo thể thao đẹp rồi, nước sơn màu đen. Hơn 200 triệu, màu đen, số sàn, biển thủ đô Hà Nội. Các bác không thể bỏ qua Chevrolet Cruy đâu. Ốp lên Na Răng thể thao, 5 chấu dạng phay nhá. Sàn bẹ sạch sẽ rồi, táp ly còn những cái hoa, những cái vân quá là đẹp luôn ạ. 270 triệu, bao hồ sơ và còn bớt nọc cho các bác nhà mình đến xem xe phun cho các bác bình xăng luôn. Nhà không có gì ngoài xăng với dầu, các bác đến xem xe phun bình xăng luôn ạ. Chị ơi, cố lên một chút nữa là chị em mình giao lưu được con xe đấy rồi ạ.
Thật sự cái giá mà em để cho chị nó quá là yêu thương luôn. Cùng là chị em gái này, cùng là đồng hương ít kiêu à Hải Dương này nên em để rồi. Nên là anh chị chốt thôi, rất là hiếm khi có chiếc xe đẹp nhá. Em chào anh Lý Thạch Kim, chào bác Tinh Anh nào, thả tim thả like nào, chào bác gì nhỉ? Bác Trường Lê nhá, kết nối Zalo cho em đi ạ, 0354602790 để em Lê Hương tư vấn hỗ trợ cho các bác nhà mình. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới nào các bác ơi, thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. À, và đây là một chiếc xe Hyundai Avante nhá. Chào ông Quốc Huy nào, thả tim thả like, chia sẻ nhiệt mạnh mẽ lên nào em ơi. Một chiếc xe Hyundai Avante đời 2013 với biển 98 Bắc Giang, nước sơn màu đen đẹp. Với cam lùi phía sau đầy đủ rồi, Hyundai Avante máy số zin 2013, số tự động đẹp với động cơ trang bị của Hyundai là 1.6 này. Lên cho em điều hòa auto nhá, em này là điều hòa auto tự động này. Ghế da cao cấp, số tự động luôn, có cửa sổ trời đầy đủ rồi. Hyundai Avante em Lê Hương đang chào bán với chiếc giá là 300 bao nhiêu nhỉ? Hyundai Avante em đang chào bán với giá là 365 triệu, đúng rồi, 365 triệu, đời 2013. Em có cả đen và trắng này, có Hyundai Avante nhá, biển 98 này. Chị có accent 211 không? Chị có accent 211 màu bạc, phân khúc thể thao đẹp luôn Huy nhá. Accent 211 số tự động bản nhập, máy số zin, nội thất zin chị đang bán là 345 triệu. Và còn bao hồ sơ và bớt cho bác nhà mình. Chào chị gái Sleepy Bee à. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em luôn nhé các bác nhé. Đây ạ, bên đây em còn có một chiếc xe gì đây, Lacetti CDX, em cũng vừa mới về thêm chiếc nữa này. Chiếc này bỏ qua nhé, chiều em sẽ quay cho các bác nhà mình. Lacetti CDX vừa mới về thêm một chiếc nữa nhé. Kia Cerato màu lâu thì chưa kịp lên sóng đã bán rồi. Và bên đây sẽ là một trong những cái gợi ý thay một chiếc xe máy cho các bác nhà mình. Một chiếc xe Kia Morning số tự động, số sàn. Kia Morning số sàn đời 2011, bản lắp ráp trong nước, số sàn nhé. Em đang chào bán với giá là 130 triệu. 130 triệu, một là đi SH, hai là đi ô tô. Thì các bác chọn cái nào ạ? Đối với em Hương thì em nghĩ em sẽ chọn ô tô nhé. Điều hòa mát lạnh, nghe nhạc giải trí này, không cần phải mặc áo lắng, áo mưa này. Sắp đến mùa mưa phùn rồi, mưa phùn gió bấc rất là bẩn luôn. Kia Morning đời 2011, số sàn giá chào bán chỉ có 130 triệu thôi. Tuy rằng giá rẻ nhưng các bác nhìn này, nội thất máy số đại chất luôn. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bác nhà mình. Em này thì còn lên được la răng hoa mai hoa cúc dạng mới này, 130 triệu, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 10/2023, còn khá là dài luôn nhá. Chào bác Thái Nguyễn, chào bác sĩ Ní nào, chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Bác Nguyễn Đức Hòa ơi, thả tim thả like, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em gái Lê Hương nào. Chào chị gái Hà Phạm nào. Và đằng sau chiếc xe Kia Morning chị ơi. Còn đằng sau chiếc xe Kia Morning là còn một chiếc xe Kia Soluto. Kia Soluto đời 2020 với biển 37 Nghệ An. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, đèn dưới đèn gầm là đèn bi salon này. Có giải đèn led đầy đủ cho em rồi. La răng đa chấu thể thao, phanh ABS. Kia Soluto đời 2020, đời cao chót vót, nhưng giá chỉ có 425 triệu thôi. 425 triệu cho một chiếc xe Kia Soluto đời 2020 nhé. Đề lộ khởi hành start top đầy đủ cho em, màn hình này, trên vô lăng tích hợp các phím bấm mạ có đầy đủ cho em rồi. Nhiều xe đẹp quá Hương ơi, em cảm ơn anh Thái Nguyên nào. Thả tim thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em gái nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn, phân khúc tầm tiền nào em cũng có nhá, vài chục triệu em cũng có luôn ạ. Và bên cạnh chiếc xe Soluto là một chiếc xe Kia Cerato. Kia Cerato đời 2012, bản hatchback nước sơn màu đỏ đẹp. Biển 12 bản hatchback các bác nhìn này. Cerato bản hatchback đi cực sướng luôn. Cảm ơn anh Giai Bùi Tấn nào, cho anh Đặng Bác Đặng Loan nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác Nguyễn Lên ơi, Cerato đời 2012, nước sơn màu đỏ đẹp. Phím mở một trạm thông minh này, điều hòa auto tự động, trên vô lăng có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, cửa sổ trời đầy đủ nhá. Bác nào yêu thích dòng Cerato full option như thế này, kết nối trực tiếp qua Zalo cho em gái Lê Hương,
0354602790 để em Lê Hương hỗ trợ tư vấn cho các bác nhà mình. 365 triệu có Kia Cerato phiên bản hatchback đi cực sướng luôn. Thân vỏ cứng cáp, sơn xi mỏng nhá, sơn zin bên ngoài lên đến hơn 90%. La răng thể thao phanh ABS đầy đủ cho em rồi, có Kia Cerato nhá, cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cam lùi đầy đủ cho em rồi. Màu đỏ đẹp có Kia Cerato nhá các bác ơi. Cerato hiện tại đang có màu đỏ và màu xanh này, rất là nhiều mẫu xe luôn. Chiếc xe i10 màu đỏ này thì em bán rồi, vừa rồi em mang ra rửa lại một chút để mai giao xe cho khách này. Còn đi sâu vào bên trong đây này, một chiếc xe Hyundai Tucson. Wow. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đời 2011, tư nhân một chủ sử dụng. Với lớp sơn màu xanh đẹp, Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao lên đèn bi salon, xin nhan trên gương, điều hòa auto tự động. Và giá chào bán cho chiếc Tucson này là 455 triệu. Đèn bi salon, đèn gầm các bác nhìn này, một dàn lốp dày phanh ABS chống bó cứng này, xin nhan tích hợp trên gương, phím mở một trạm thông minh. Tucson một chủ sử dụng, tư nhân Hải Dương với cửa sổ trời đầy đủ, full toàn cảnh panorama nhé. Khóa cầu V-side, trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, điều hòa auto tự động. Ghế da zin nguyên bản đây. Giá chào bán chiếc Tucson này là 455 triệu, bao rút hồ sơ còn bớt luôn. Ghế lái chỉnh điện nhá, anh Trường Lê ơi, Innova em có này. Innova em có từ đời 2007 cho đến đời 2015 nhá. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Innova đây, mới về luôn. Ngọc ơi, Innova mới về đây các bác này. Một chiếc xe Innova với lốp sơn màu bạc đời 20 em này là đời 2013 nhá. Innova đời 2013 giá chào bán là 360 triệu. Trần nỉ nguyên zin đẹp này, ghế da cao cấp, 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế luôn. Điều hòa mát lạnh hai vùng độc lập cho em này. Đầu đài nguyên bản theo xe, Innova 2013 máy số zin đại chất, xe gia đình, không taxi và không khoan đục. Em đang chào bán chiếc xe Innova này với giá là 365 triệu ạ. Em còn chiếc xe 212 đang trên đường về, xe của một bác chủ nhà bán xăng luôn nhá. Có Innova 2012 nữa cơ. Chào bác Nguyễn Văn Dũng, chào bác Đỗ Bình Thông này, chào bác Xuyên Hằng nào. Thả tim, thả like, đẩy view nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Mỗi khách hàng ơi, cho em xin những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ đi nào. Chào anh Nguyễn Văn Bình, chào anh Nguyễn Văn Dũng ạ. Innova em có này, 213, 214, 215 đầy đủ luôn nhá, và có cả 206, 207 đời vừa tiền nữa cơ. Thả tim và đẩy view mạnh lên để em quay lần lượt các chi tiết các mẫu xe đang bán bên em nào. Một chiếc xe Grand i10, Hyundai i10 số sàn bản đủ đời 2016 ạ. Cho anh xem Vios màu đen 4 chỗ ạ. Vios em có Vios đời 2013. Máy số zin, xe tư nhân gia đình, 289 triệu màu đen, đang trên đường về nhá, đang cho dọn rồi, chiều nay là về rồi. Anh Nguyễn Văn Bình ơi, để đại số điện thoại cho em nhá. Vios sẽ là 5 chỗ anh nhá, không phải 4 chỗ đâu, 5 chỗ ạ. Chào anh Đoàn Thức này. Một chiếc xe Grand i10 đời 2016 bản đủ 1.0. Bản đủ sẽ có đầy đủ xi nhan trên gương, phím mở một chạm. Đầy đủ cho em có cả túi khí an toàn và phanh ABS nhá. Giá chào bán là 259 triệu, có i10 màu trắng đẹp bản đủ đây. Innova 2015 máy số zin, xe chuẩn gia đình, 410 triệu anh nhá. 410 triệu cho chiếc xe Innova của em Lê Hương đời 2015. Em có 2012 cũng là xe gia đình đẹp, 2013 và 2007 nữa, toàn dòng xe gia đình đẹp thôi. Thả tim, thả like nhiệt tình lên nào. Ôi dồi ôi, lâu rồi không gặp anh Lông Văn Thắng này. Kết nối Zalo và để lại số điện thoại cho em đi nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. i10 em có i10 Hằng Ngọc ơi. Tiếp khách em ơi. Bên cạnh i10 là em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2018 số sàn. Em ơi. Hyundai Accent đời 2018 số sàn đời cao luôn nhá, mà giá chỉ có 415 triệu thôi. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh. Ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện cho em nhé. Bình thường nguyên bản chiếc xe này sẽ là không có ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đâu.
Mà đây là bác chủ cũ độ lên ạ. Hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em. Chào bác chưa? Accent 2018 số sàn đây các bác đây. 415 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Biển 98 Bắc Giang cam lùi và cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến này. Lắp lên Nippo thể thao quá là đẹp luôn. Full option rồi nha các bác nhé. Chào anh Trung Văn Định, chào bác Lê Mạnh, chào bác Linh Anh. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên nào cho các em nào các bác ơi. Đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang nhé. Vì bên em nhiều xe đẹp lắm ạ. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Túc Sơn 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2011, tư nhân một chủ sử dụng. 4 bánh tranh và trang bị phanh ABS. Máy cầu, máy xăng 211, em Lê Hương chào bán nè. 455 triệu. Túc Sơn 455 triệu bao rút hồ sơ và còn bớt thêm. Đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ nha các bác nha, đầy đủ mẫu xe luôn. Hai tốp em ạ. Và bên đây là còn có một chiếc xe La City SE bản nhập nhá. La City SE bản nhập ạ. Con i10 này hợp lý đó em nhỉ? Vâng, i10 này là số sàn kim cúc nhá. i10 này là số sàn chị ạ. Nhưng mà em nghĩ là chị lên số tự động hơn. Và form dáng nó sẽ dài hơn một chút nhá. i10 thì nó hơi ngắn ạ. i10 thì nó hơi ngắn này. i10 số sàn 216 259 triệu em còn bớt cho chị gái nhà mình. Nhưng nếu mà chị gái lấy, em nghĩ chị gái lên lấy con Accent hơn. Dài rộng, máy zin đẹp, số tự động mình dễ đi hơn chị Kim Cúc nhá. Vì chị em phụ nữ là thích xe tự động hơn. Thì nó tiện hơn khi mà đi khu dân đông dân cư hay đi chợ mà đông mà đi các bác mà đi số sàn. Chân tay luôn tục phải về số ra ga mệt lắm ạ. Nên là em nghĩ chị Kim Cúc là lên đi số tự động hơn ạ. Các anh trai thì đi số sàn thế nào cũng được. Nhưng nếu mà chị có đi thì có phải lên, em nghĩ là đi lượt tự động hơn. Đi tự động sẽ hơn nhá. Chào bác Vũ Mạnh, chào bác Phạm Tùng này. La City SE đời 2010 với động cơ trang bị 1.6 bản. Bạn này là bản nhập khẩu nhá. 215 triệu, trời đất ơi, giá quá là hợp lý luôn. 215 triệu xe nhập khẩu, 5 chỗ ngồi, bản sedan đẹp. Na răng thể thao, phanh ABS, đèn halogen có đèn gầm. Cờ rui hay là SE thì các bác ơi, tầm tiền trên 200 đi cực sướng luôn. Tầm tiền trên 200 đi cực sướng luôn. Màn hình giải trí trên vô lăng tích hợp các phím bấm này. Nội thất đẹp, dòng xe nhập khẩu giá rẻ này. Bản hai đầu rộng rãi thoải mái. Có cho em chiếc La City SE nhé. Cờ rui. Cờ rui sẽ là bản lắp ráp trong nước. Nhưng mà SE sẽ là bản nhập các bác nhé. Nhìn ốc nhái sáng choang luôn. Giá tiền chỉ có 215 triệu thôi. Đến xem em Hương còn bớt thêm nên các bác cứ yên tâm nhé. Một dàn lốp Michelin dày này. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng có hết rồi. Sedan hai đầu nước sơn màu bạc sáng này. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Mà đi dòng này cực kỳ đầm chất luôn nhá. 215 triệu bao rút hồ sơ và còn bớt lộc cho các bác nhà mình. Thả tim mạnh mẽ lên cho em nào chị gái thơm này ơi. Chào bác Khanh Nguyễn nào. Chào bác Tâm Nguyễn, chào bác Đặng Ngân nào. Và đến đây em còn có một chiếc xe La City CDX đây. Hai chiếc luôn. Hai chiếc xe La City CDX này. Màu đen là biển 34. Fiat màu đen 2013 chắc phải chiều nay mới về anh nhá. Cho đi dọn lại một chút và đánh bóng lên một chút cho nó đẹp. Nhưng mà dọn thợ đông việc nên là chưa xong anh ạ. Chiều nay là về rồi. Anh Vũ Mạnh ơi, để lại số điện thoại nhá. Cảm ơn bác Đàm Thức này, Đoàn Thức, chào bác Vũ Huynh nào. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. La City CDX số tự động bản nhập. Full option nhiều đồ chơi tầm tiền trên 200. Em vừa có màu xanh này, em vừa có màu đen này. Một chiếc màu đen biển 34 nước sơn màu đen đẹp. Một chiếc biển 18 Nam Định cũng đẹp luôn. 238 và 239 triệu. Các bác có thể chọn một trong hai. Tức là tầm tiền 240 triệu quay đầu. Các bác có thể mua một trong hai chiếc xe này. Màu đen nếu mà hợp phong thủy thì có luôn. Màu xanh hợp phong thủy có luôn. Hai em này đều có đèn halogen, la răng 5 chấu thể thao, phanh ABS, cửa sổ trời và túi khí an toàn, màn hình Android đầy đủ cho em rồi. Màu xanh này là đời 2009 và màu đen cũng là 2009 nhá. Bản 1.6 nhập khẩu cho em Lê Hương ạ. La City CDX số tự động đẹp đây, giá chào bán là 238 và 239 triệu. Bao
hồ sơ và bớt lọc cho các bác nhà mình luôn. Cửa sổ trời, đề lỗ thông minh, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, màn hình Android đầy đủ cho em rồi. Màu đen được bác chủ cũ lên bộ la răng đa chấu thể thao, màu đỏ kết hợp màu đen khá là bắt mắt. Còn màu xanh là một bộ la răng 5 chấu thể thao dạng phay, nhìn cũng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nội thất bên trong của chiếc màu xanh này sẽ là màu da bò nhé. Màu da bò lên màn hình Android cảm ứng rồi. Khoảng cách 2 xe nó hơi gần đây, mở cửa nó hơi khó này. Hỗ trợ trơn trượt, sấy sưởi ghế hai vùng độc lập cho em này. Màn hình Android tích hợp các phím bấm này. Cửa sổ trời cho những bác nào yêu thích dòng xe có cửa sổ trời nhé. 239 triệu bao hồ sơ và còn bớt này. Và bên đây là màu đen. Màn hình Android hỗ trợ đầy đủ cho em này, ghế da zin nguyên bản. Em này thì chưa lên màn hình Android cảm ứng nhá. Nhưng nếu bác nào yêu thích và chốt chiếc xe màu đen này, 239 triệu bao hồ sơ còn bớt, còn bao màn hình. Để các bác có màn hình nghe nhạc giải trí đi gia đình hợp lý này, nhà có con nhỏ này. Cửa sổ trời đầy đủ cho em ạ. Trên 200 triệu chọn một trong hai đều có cho các bác nhà mình. Đẩy view mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Anh Nguyễn Phước An ơi, anh Nam Đình Vũ ơi, anh Ngọc Huỳnh ơi, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, bác hào hứng nhá. Bên đây em còn có cho mình một chiếc xe Chevrolet Cruze. Cruze đời 2011, hiện tại em Hương đang có ít nhất là 10 chiếc Cruze. Màu trắng có, màu đen có này, hầu hết là trắng và đen nhá. Bác nào đang với cái tầm tiền trên 200 muốn mua i10 nhưng thấy i10 ngắn, muốn mua Morning thì mấy Morning bị cụt đuôi, thì các bác có thể tham khảo đây. Cruze 211 động cơ trang bị 1.6 bản lắp ráp trong nước, màu đen đẹp biển thủ đô Hà Nội, nên la răng hoa mai la răng thể thao 5 chấu này, xin nhan trên gương này, màu đen đẹp Cruze. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze, lên màn hình giải trí cảm ứng rồi. Ghế da màu đen đẹp trần nỉ nguyên zin, túi khí an toàn. 245 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Em có Cruze 210 bột và 213 và 212, có trắng có đen đầy đủ nhá. Chào anh Thanh Cá, chào anh Nguyễn Văn Hưng này, chào anh Tuấn Vũ nào. Đẩy view đẩy nai chia mạnh mẽ lên nào, bổ xẻ cho em đi nào các bác ơi, bổ xẻ cho em nào. Anh Mạnh Vũ để lại số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết gần nhất của Vios cho anh. Vios 213 xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ, 289 triệu. Tư nhân Hải Dương nhá, vừa mới mua hôm nọ xong. Bên đây em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi giá siêu rẻ luôn, Santa Fe bản Gold. Và điều đặc biệt là em này là máy dầu nhá. Với đời này sản xuất là năm 2002, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007 nhá. Giá chào bán cho chiếc xe Santa Fe bản Gold máy dầu số tự động bản nhập này là 195 triệu. 195 triệu cho chiếc xe Santa Fe bản Gold máy dầu số tự động của em Hương ạ. Động cơ trang bị của em này là 2.4. Số tự động đẹp có Santa Fe bản Gold máy dầu nhá, đời 2002 và đăng ký 2007. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Bác nào đang quan tâm về những dòng xe tầm 7 chỗ ngồi thì em rất là nhiều luôn. Ở đây còn mới về thêm Innova nữa đây, biển 26, 26 tỉnh nào các bác nhỉ? Sơn xi sạch đẹp, đèn phía dưới là đèn bi salon nhá, đèn Java là đèn halogen. Innova đời 2013, 365 triệu. Wow. 365 triệu cho chiếc xe Innova 2013, dán đầy đủ các cái phim cách nhiệt, cách ồn nên là không nhìn vào bên trong nội mạng làm sao thế này. Em chào anh ông Hoàng Bảy, chào bác Thảo Nguyễn nào, chào bác Nguyễn Văn San nào. Innova 2013 365 triệu, cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến bản G xịn, cam lùi đầy đủ cho em rồi, la răng thể thao có phanh ABS luôn nhá. Innova bây ạ, giá chào bán là 365 triệu, bao hồ sơ và còn bớt thêm nhá. Ở đây em còn có một chiếc xe Lacetti CDX nào. Đẩy view, đẩy like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo em tư vấn trực tiếp, hỗ trợ trực tiếp cho các bác nhà mình. Chào anh Nguyễn Văn Đầu, chào anh Quốc Tỉnh, chào anh Nguyễn Văn Sản này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. CDX đời 2010 bản nhập, nhưng bản này là bản full luôn. Có ga tay tự động, có lưu control và ghế da là ghế da múi nhé. CDX 2010 em đang chào bán là 265 triệu. La răng 5 chấu thể thao, xi nhan trên hông, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Đăng
ký đăng kiểm còn đến tháng 6/2023. Lên màn hình Android cảm ứng, đề lổ thông minh, điều hòa mát lạnh luôn. Sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng cho em ạ, cần số rích rắc nhé. Một chiếc xe CTX với ga tay tự động Cruise Control, giá chào bán là 265 triệu. Bao rút hồ sơ và bớt thêm cho các bác nhà mình. Có La City CDX bản ga tay tự động đây ạ. Biển 28 nhé. Thả tim đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Hyundai Accent đây chị Kim Cúc này, quay lại Hyundai Accent này. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011 bản nhập khẩu, số tự động đẹp. Máy số zin, sơn zin 100% luôn. Sơn zin bên ngoài phải lên đến 99%. Giá chào bán là 345 triệu, bao hồ sơ và bớt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay 10 triệu đồng. Còn 335 triệu, Hyundai Accent biển 29, xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến cuối năm, hết tận cuối năm nhé. Màn hình Android cảm ứng em mới lên, màn hình Android cảm ứng này, ghế da zin nguyên bản này. Ốc nhái không hề bị vặn mở luôn, trần nỉ nguyên zin. Hyundai Accent đời 2011, bản nhập, giá chào bán 345 triệu. Bao rút hồ sơ và còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Chào anh Giai Nguyễn Hoàng Tuấn nào, Hoàng Tấn nào. Thả tim thả like đẩy view mạnh mẽ lên nào cho em ơi. Accent nhập khẩu đây nhá, không phải là bản lắp ráp trong nước đâu, mà đây là bản nhập nhá. Biển 29A. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ rồi. Màn hình Android cảm ứng, la răng thể thao, phanh ABS, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Có Hyundai Accent, bác là thanh niên hay là đi hai vợ chồng đều ok luôn nhá. Chào anh Nguyễn Văn, chào anh Đình Văn Chí nào. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bên cạnh chiếc xe Accent 2011, em còn có một chiếc xe Hyundai Grand i10. Hiện tại em có rất là nhiều Hyundai Grand i10 nhá. Số sàn có, số tự động có, hatchback có và sedan cũng có luôn. Cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn, chào anh Giai Võ Cảnh nào. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Một chiếc xe i10 đời 2016 bản nhập, giá chào bán là 295 triệu. Bản sedan hai đầu nước sơn màu đen, đặt dương từ nhà máy này, không phải là đổi màu hay gì đâu ạ. Chào bác Hương Xuân nhé, thả tim đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào. i10 đời 2016 bản đủ 1.0, xe chuẩn tư nhân gia đình, la răng thể thao, phanh ABS, xi nhan trên gương và có túi khí an toàn nhé. Hai tay nắm cửa phía trước có phím mở một trạm thông minh. Đề lổ khởi hành start top này, máy số zin, sơn zin sạch sẽ này. Nội thất ghế da đây, giá chào bán là 295 triệu. Bao hồ sơ và còn bớt thêm. Chào anh Giai người vận chuyển nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn đúng không ạ? Ở đây em còn có một chiếc xe bên cạnh là Grand i10 295 triệu 2016, còn bớt, còn bao hồ sơ. Khi mà vào chung kết em vẫn còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Chia sẻ và thả tim thả like nhiệt tình lên cho em nào. Một chiếc xe Hyundai i10 đời 2016 ạ. i10 đời 2016 biển 14 nhá. 14 là Quảng Ninh. i10 đời 2016 màu đỏ đẹp với động cơ trang bị 1.0, giá chào bán là 229 triệu. 229 triệu cho chiếc xe Hyundai i10. Đây ạ, màu đỏ đẹp luôn. Có i10 màu đỏ nhá, hầu như i10 là cứ về chiếc nào bán chiếc đấy luôn. Xe quốc dân thương hiệu mà. Có Hyundai Grand i10 đây ạ. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên này. 229 triệu bao hồ sơ, em còn bớt thêm. Chào anh Giai Tạ Duy nào, toàn hoa hậu, cảm ơn anh rất là nhiều. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Tuấn Rèm Cơ Khí này. Rất là nhiều xe đẹp luôn, từ những dòng xe Innova 7 chỗ ngồi, những dòng xe thể thao như Kia Forte, Accent em đều có luôn. Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe La City SE cũng là bản nhập luôn nhá, biển 30. Tầm tiền mua i10 Morning các bác không thể bỏ qua chiếc xe này đâu. SE đời 2009 và giá chào bán là 199 triệu. 199 triệu có La City SE bản nhập cho em đây ạ. Các bác nhìn này. Lên màn hình Android rồi, bản sedan hai đầu, số sàn hai đầu màu đen, số sàn em có La City SE bản nhập khẩu nhá, đời 2009. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi và giá chào bán là 199 triệu. Bên cạnh chiếc xe màu đen này em còn có một chiếc xe Kia Forte. Kia Forte sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu khách hàng nhà mình. Máy số zin, full option,
màu trắng đẹp, tài chính trên 300, số tự động và biển thủ đô Hà Nội thì em có đầy đủ luôn nhá. Đầy đủ luôn. Đèn bi salon có đèn gầm đầy đủ rồi, xin nhan trên gương, cửa sổ trời. Kia Forte đời 2013 máy số zin, giá chào bán. Giá chào bán đây. 358 triệu. Kia Forte đây ạ, 358 triệu bao rút hồ sơ và còn bớt thêm. Cửa sổ trời đầy đủ cho em này. Đề lộ khởi hành start top, có hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng luôn nhá. Đây in Accent ở Hyundai ở Kia Forte đây. Kia Forte 2013 đẹp luôn các bác này. Thật sự quá là đẹp cho chiếc xe Kia Forte 2013 màu trắng đẹp của em đây. La răng lăm chấu thể thao cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến này, có cam lùi đầy đủ rồi. Bên cạnh Forte là một chiếc xe Hyundai Avantia nữa nhá. Hyundai Avantia 2013 em đang có 2 chiếc, một đen, một trắng này, màu đen em có quay ra rồi. Còn đây sẽ là chiếc màu trắng nhá. Hyundai Avantia đời 2013 và giá chào bán là 365 triệu. 365 triệu, biển 36 Thanh Hóa, nước sơn màu trắng đẹp, máy số zin. Em này cũng full option luôn, động cơ trang bị 1.6, xin nhan trên gương, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Điều hòa auto tự động nhé. Giá chào bán 345 triệu cho chiếc xe Hyundai Avantia 2013 số tự động đẹp, nước sơn màu trắng đây ạ. Ây ôi. Kia Forte 320 triệu bán không shop, em đang bán là bao nhiêu nhỉ? Em đang bán là 358 triệu, bớt 38 triệu chưa vào chung kết được anh ơi. Xe cỏ, xe cũ không thể bớt 38 triệu được anh nhé. Anh cố lên một chút và em hạ xuống một chút để vào chung kết anh Lý Bách nhé. Full option màu trắng đẹp, số tự động đây. Đầy đủ option rồi, máy số zin đẹp luôn. 358 triệu bao hồ sơ, bớt trực tiếp trên livestream là 10 triệu đồng. Còn 348 triệu anh Lý Bách đến xem xe, full bình xăng và lọc cho anh đi về. Đấy là quá là ok rồi, vào chung kết luôn. Còn 320 triệu cho một dòng xe cỏ là không thể bớt được nhiều như vậy anh nhé. Nên na răng thể thao rồi. Forte 2013 full option, biển thủ đô Hà Nội, đầy đủ đồ chơi nhé. Có Kia Forte ạ. Chào anh Phạm Văn Dũng này, chào anh Nguyễn Văn Sơn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe cho các bác nhà mình mua tặng bà xã nhà mình nhân ngày 20 tháng 10 này. Nếu như 20 tháng 10 này mà chưa có cái gợi ý gì mà mua tặng quà tặng bà xã thì các bác ơi nhé. Một chiếc xe Kia Morning số tự động, biển tư nhân Hải Dương, lên La Giang Hoa Mai thể thao mới này, xin nhan trên gương. Morning em đang chào bán với giá chỉ có 220 triệu thôi. 220 triệu có Kia Morning số tự động cho em đây ạ. Bản nhập Hàn, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Điều hòa auto tự động đây nhá. i10 tự động em có, anh Phạm Văn Dũng đợi em một chút nhá. Nên màn hình rồi, màn hình Android cảm ứng này. Một chiếc xe Kia Morning 2009 bản nhập khẩu, giá chào bán là 220 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Anh Lý Bách ơi để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn hỗ trợ nhá. Và kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương sẽ tư vấn cho các bác nhà mình. Đẩy view mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Cảm ơn anh Gia Trung đã rất là nhiều. i10 tự động em có 215 màu trắng nhá. Còn đây là Kia Morning, cảm biến va chạm phía sau hai mắt, bản LTX rất là đẹp luôn. Số tự động. La răng hoa mai thể thao mới này, một dàn lốp dày. Màn hình Android cảm ứng rồi. Em này mà mua tặng bà xã thì còn gì bằng, đúng không ạ? Số tự động nhỏ gọn, hai vợ chồng đi ok luôn. Forte các bác ơi, anh Lý Bách ơi, Forte cố lên một chút nữa là vào chung kết được luôn nhé. i10 số tự động, đợi em một chút nào. Ở đây em còn có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Kia Cerato. Cerato hiện tại em Lê Hương đang có 2 chiếc, 1 chiếc, à 3 chiếc luôn. Một chiếc màu bạc màu, và một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ này. Một chiếc xe Kia Cerato đời 2011, em này cũng là bản là full option rồi. Đời 2011 bản nhập khẩu số tự động, động cơ trang bị 1.6 nhé. Cerato em đang chào bán với giá là 335 triệu, biển 15 Hải Phòng. Nên na răng đa chấu thể thao, xi nhan trên gương, có cửa sổ trời đây. Phím mở một trạm thông minh. Vô lăng có tích hợp các phím bấm và hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Hỗ trợ trơn trượt này. Xe có đẹp là các bác phải thường xuyên bảo dưỡng bảo hành. Thì bác chủ cũ mới bảo dưỡng bảo hành đây từ đợt tháng 3 thôi. Mới bảo hành bảo dưỡng từ tháng 3 mới được con lửa năm thôi.
lên màn hình Android, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. 335 triệu, Kia Cerato 2011, máy số zin đẹp, xe tư nhân gia đình nhá. i10 số tự động em có luôn này. Accent 2011, máy số zin 345 triệu. i10 số tự động bản nhập Ấn Độ, số tự động 2015 em có i10 đây. i10 đời 2015, số tự động màu trắng đẹp, động cơ trang bị 1.0. Giá chào bán đây ạ. Có Innova nào dưới 300 không em? Có luôn anh Tony ơi. Có Innova luôn nhất, đợi em một chút nào. Nếu như mà trên 300 thì anh có thể mua được tầm 345 triệu là mua được Innova 212, xe gia đình chuẩn chỉ này. Dưới 200 có xe gia đình màu đen Innova 7 chỗ luôn, đợi em một chút nhé. Còn đây là nội thất bên trong của chiếc xe i10, số tự động đời 2015 bản nhập Ấn đây ạ. Kia Morning bản thiếu số sàn nào không? Có nhiều luôn bác Hải Đạt ơi, có nhiều luôn. Morning i10 số tự động 2015, nước sơn màu trắng đẹp, em đang chào bán với giá là 312 triệu. 312 triệu có i10 số tự động đời 2015, 312 triệu có i10 này. Đèn gầm, đèn halogen, xi nhan trên gương, phanh ABS đầy đủ cho em rồi. 312 triệu có i10 2015 nào. Innova dưới 300 ok. Bác Hải Đạt đợi Morning em một chút nhá, anh lấy bình luận và Innova dưới 300 em sẽ quay luôn. Innova đời 2007, số sàn, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi Innova với sơn zin từ nhà máy nhá. Innova rất là hiếm khi về màu đen. Hầu hết là màu bạc đúng không ạ? Nhưng đây là chiếc xe màu đen này. 255 triệu cho chiếc xe Innova 207, xe tư nhân gia đình. Táp ly táp lô không khoan đục, xe tên tư nhân gia đình. Số sàn đẹp căng luôn. 255 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Đầu đài nguyên bản theo xe ạ. Innova màu bạc cơ. Màu bạc thì em lại có trên 300 anh Tony nhá. Màu bạc em lại có trên 300. 212 là 345, 213 là 365, có một dàn Innova luôn. 214 là 385 và 215 là 410. Ví dụ như chiếc xe Innova 2013 màu bạc đây. Xe gia đình 213 đây, em đang bán là 365 triệu. Quay trực tiếp máy số này, vì vừa rồi có ngửa lắp capo lên để nhìn xe đây, các bác nhìn này. Quay trực tiếp máy số luôn. Innova đây. Anh gì nhỉ? Anh Tony ơi, để lại số điện thoại, em sẽ quay cho anh mấy mẫu xe tầm 300 hoặc hơn một chút để mình cố hẳn lên một chiếc xe đẹp nhá. Innova 213 em đang bán là 365 triệu. Không đâm xô, không ngập nước, không khoan đục, không taxi. Và xe gia đình đẹp, trần nỉ nguyên zin. Ba hàng điều hòa tương ứng với ba hàng ghế. Có hai túi khí an toàn, hai mắt cảm biến, ba dàn điều hòa mát lạnh luôn. Đầu đài nguyên bản này. Em này thì chưa lên màn hình vì gia đình nhà bác đấy nhiều xe, chưa lên màn hình ạ. i10 số tự động em có luôn anh đẹp nhà đẹp nhá. i10 tự động em có luôn. Và trước khi quay i10 tự động thì em sẽ quay cho các bác nhà mình một chiếc xe Kia Morning bản thiếu đây. Kia Morning bản thiếu với màu xanh coban, đời 2016 nhưng giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. Nhưng vì cái màu của em nó quá là kén người nên là 2 tháng nay chưa hề nhúc nhích. Máy số ngon, khách đến xem xe, chạy thử xe thích lắm rồi. Anh thích con này quá, máy số ngon nhưng cái màu sơn anh không thích. Nên là vì nhiều khách hàng không thích nên em sẽ cắt xả lỗ chiếc xe Kia Morning màu xanh coban này của em Lê Hương nhé. 215 triệu cắt xả lỗ trực tiếp trên livestream ngày hôm nay, 195 triệu. Vì sao lại cắt lỗ là vì cái màu nhiều anh không thích là em phải cắt lỗ rồi. Bình thường đi xem xe là bọn em đã xem về máy số, chất lượng xe ngon lành rồi, không đâm xô, không ngập nước, check phan cặp, check cam phạt nguội rồi, tất cả các thứ chủ mà rồi. Ok, quyết định nhập về đội để bán. Nhưng cái màu này lại khóa là nhiều khách hàng không hợp nên là em cắt lỗ nhá, 195 triệu. Anh ơi, anh Trịnh Văn Bình ơi, địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, nằm ngay chân cầu Lộ Cương các bác nhá, ngay đằng sau cây xăng dầu đấy thôi. Kết nối Zalo 0354602790. Số hotline em ghim trên màn hình để em tư vấn hỗ trợ đây ạ. Em sẽ quay
Huawei này, Y10 này, Y10 2015 số tự động đẹp màu trắng bản nhập Ấn đây. Hồ sơ cầm tay cho các bác nhà mình, xin nhan trên gương. Em này thì còn có cả gì đây? Có cả cho em là la răng 5 chấu, đa chấu thể thao, phanh ABS đẹp rồi. Y10 2012 số tự động với phím mở một trạm thông minh. Giá chào bán là 312 triệu. Em này chưa lên màn hình, lên có đề lộ khởi hành start top này. Vô lăng tích hợp các phím bấm túi khí an toàn. Y10 số tự động đây ạ. Có Y10 số tự động đây anh đẹp nhà đẹp nhá. 2015 máy số zin chuẩn chỉ luôn nhá. Nước sơn màu đen đẹp đây ạ. Có Y10 số tự động 2015. Còn nếu như bác nào không thích Y10 mà vẫn muốn mua xe đẹp, đời cao, lướt và form nhỏ thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning số tự động đẹp đời 2019. Biển tư nhân Hải Dương, một dàn lốp mới thì không cần phải nói về chất lượng nữa rồi. Ok bác đẹp nhà đẹp nào, anh ơi giao lưu trực tiếp trên livestream ngày hôm nay đi. Có Y10 số tự động luôn ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào, cuối tuần rồi cho rực rỡ nào. Cảm ơn anh Gia Trung đã rất là nhiều. Một chiếc xe Kia Morning bản SI nhập khẩu 2019 này, một dàn lốp từ hãng lăn ra như thế nào thì còn nguyên, ốp lên na răng thể thao. Một dàn lốp mới rồi thì chất lượng xe không cần phải nói nhiều đâu đúng không ạ? 355 triệu. 355 triệu Kia Morning bản SI. SI nhìn cụm đèn pha phía trước nó khác ngay. Đèn bi salon kết hợp với đèn halogen, một dải đèn led phía dưới này, phía dưới với thanh giả gió và có đèn bi salon này. Mặt ga lăng đặc trưng của Kia nhé, SI 2019, giá chào bán là 355 triệu. Động cơ trang bị 1.2 số tự động đẹp, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe gần như là mới từ hãng luôn các bác này. Nhiều bác thắc mắc là tại sao bên em mua được nhiều xe đẹp, nhiều xe lướt vậy, sao xe đẹp vậy người ta cũng bán đi. Nhiều bác thì đi nước ngoài, nhiều bác thì đầu tiên thích xe nhỏ gọn, nhưng đến lúc xe nhỏ gọn nhà toàn con lớn thôi, toàn cháu chắt đi, ông bà đi nhiều thì lại thành bé quá, thì lại thành lên xe 7 chỗ Fortuner hoặc Tucson, lên rất là nhiều dòng xe cao. Thì xe nhỏ bé này phù hợp với những bác nào yêu thích sự nhỏ nhắn này. Thứ nhất là bà xã nhà mình, màu đỏ đẹp, số tự động cho bà xã đi. Thứ hai là nhà mình con còn nhỏ thì đi sẽ hợp lý hơn nhá. Nếu như các con còn cao hơn cả bố cả mẹ rồi thì đi dòng xe này hơi nhỏ này. Nhưng mà vợ chồng mới cưới này, mua cho bà xã đi làm công chứng, công viên chức cả nhà nước hay là đi làm hợp đồng nhà nước, quá là ok luôn nhá. 355 triệu bao hồ sơ còn bớt thêm. Có Kia Morning số tự động bản SI nhập khẩu 2009 nào. Chào anh Giai Nguyễn An Bình, chào anh Hiến Nguyễn, chào anh Trần Công Phú, chào anh Nguyễn Huấn này. Và đằng sau chiếc xe Kia Morning SI bản nhập khẩu còn là một chiếc xe Kia Morning bản thiếu này. Anh Bình An ơi đây nhá. À ok anh đẹp nhà đẹp này, tư vấn thêm qua Zalo. Ok anh, kết bạn Zalo, em sẽ up hết số điện thoại qua Zalo để tư vấn hỗ trợ cho khách hàng nhà mình. Kia Morning bản SI là 355 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Còn nếu như những dòng Kia Morning như bản thiếu, bản thường thì chỉ tầm có hơn 200 một xíu thôi. Màu xanh kiêm cắt nỗ còn có 195 triệu thôi. Máy số đẹp, màn hình to, nhưng mỗi tội cái màu nó hơi kén này. Bác nào mà mệnh mộc hay là những bác nào mà yêu thích màu xanh thì có thể ok. Nhiều bác đi thử xe thích lắm rồi nhưng cái màu nó hơi xấu này. Chẳng nhẽ mà đi đổi màu cho các bác, cho hợp phong thủy cho các bác nhở? Hay là đổi màu nhở? Bác nào chốt xe và Hương ơi anh thích chiếc này là nó là phải là màu đen hay màu trắng thôi, em đổi màu luôn. Phong thủy màu nào em bao đổi màu cho các bác luôn, ok không ạ? Chào anh Hứa Cường, chào anh Nguyễn Cao Lãnh, chào anh Nguyễn Long, chào anh Nguyễn Thắng nào. Đẩy view chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên nào. Kia Morning 2016 với nước sơn màu trắng đẹp, ốp lên la răng nhìn khá là lữ tính này. Cái la răng mà nhìn bác thì ốp lên nó lữ tính quá. Màu trắng đẹp lên màn hình Android, cảm ứng sơn si sạch sẽ, máy số ngon. Y10 1.5, à 1.2, 2016 giá chào bán là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Y10 của em Lê Hương đây ạ. À xin lỗi, Kia xe Morning nhá. Morning của em Lê Hương đây nhá. Thả tim thả like nhiệt tình lên nào. Có Kia Morning 2016 215 triệu màu trắng, bao hồ sơ và còn bớt thêm. 215 triệu cắt trực tiếp xả lỗ trên livestream 195 triệu. Vì sao? Vì cái màu hơi kén người. Cái màu là hơi kén người rồi. Chào anh Công Nguyễn, chào anh Nguyễn Đức Sang, chào anh Nguyễn Khắc Đoàn, chào anh Nguyễn Thắng nào. Xuống bên đây này, em có một dàn những dòng xe 7 chỗ từ Santa Fe cho đến Innova,
cho đến những dòng xe như Fortuner em cũng đều có này. Thì hôm nay sẽ là một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động cho bác nào yêu thích nhé. Nếu như Xpander nó là 1.5, nhiều khách hàng đồn tai nhau rằng đi Xpander đi đường bằng thôi, đi đường lúi thì hơi yếu, và Xpander thì giá hơi bị ngược so với thị trường. Thì hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một mẫu xe Chevrolet Orlando thương hiệu Mỹ luôn, nhưng giá thì rẻ xa so với Xpander nhé. 435 triệu cho một chiếc xe Chevrolet Orlando 2017 bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 1.8 này. Em này đi đường núi hay là đường đồng bằng đều khỏe luôn. Nước sơn màu trắng đẹp, máy số zin Chevrolet Orlando với điều hòa auto tự động, số tự động và có cửa sổ trời cho em ạ. Giá chào bán là 435 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt luôn. Bớt luôn trên livestream 10 triệu đồng trong buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Các bác chỉ cần nhìn cái phần táp ly này, không một cái vân nào nó bị mòn hay bóng này. Móc khóa cửa sáng choang này, máy số zin 100%. Mua bán trao đổi có cam kết bảo hành không đâm xô và không ngập nước. Đề lộ khởi hành start top, điều hòa auto tự động cho em. 7 chỗ ngồi số tự động màu trắng đẹp em có cho các bác nhà mình. Chevrolet cờ đuôi, điều hòa độc lập phía sau hai vùng. Khi các bác ngồi đủ hàng ghế thì các bác có thể kéo lên, còn không ngồi đến thì các bác có thể gập xuống như thế này làm khoang hành lý chở đồ, khá là ok luôn. Cờ đuôi Chevrolet Orlando em đang bán là 435 triệu bao hồ sơ và còn bớt cho các bác nhà mình nhá. Chào anh Nguyễn Giàu, chào anh Đặng Đô Văn, Đỗ Văn Đặng này. Chào anh Nguyễn Quang Tuấn này. Bên đây em còn có cho các bác nhà mình một mẫu xe Genesis thể thao. Genesis thể thao đời 2009 bản Nhật Hàn. Đăng ký có hai làm có hai cánh cửa thôi. Đời 2009 số tự động đẹp, giá chào bán là 445 triệu. Bao hồ sơ và còn bớt luôn. Cái này là dành cho những bác nào mà chưa lấy vợ sẽ hợp lý hơn nhá. Bán tải chi tông có luôn. Y10 2015 có bản đủ không? Em anh Hứa Cường ơi, có bản đủ 2016 luôn nhá. Giá chỉ bằng 2015 thôi, 259 triệu. 2015 em có và 2016 em có này. Em sẽ quay chi tông đây. Bán tải Mitsubishi chi tông 2016 bản nhập, số tự động, động cơ trang bị 2.0. Em đang chào bán chiếc xe chi tông một cầu này với giá là 469 triệu. 469 triệu cho chiếc xe bán tải chi tông. Lên màn hình cảm ứng lớn, đề lộ khởi hành start top, trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp, máy số zin và với cần số rích rắc nhá. Có bán tải chi tông 2016 số tự động đẹp, giá chào bán là 469 triệu. Hiện tại em Lê Hương đang sở hữu có bán tải chi tông, bán tải BT50, bán tải Isuzu D-Max và bán tải Ford Ranger. Bác nào với cái tầm tiền 500 triệu hoặc là 510, 520 triệu quay đầu thì có nhiều sự lựa chọn khi mua bán tải số tự động máy dầu bên em nhé. Chi tông máy dầu một cầu biển 29 nên thùng cao rồi. 469 triệu bao rút hồ sơ, lộc lá trực tiếp trên livestream cho các bác 10 triệu đồng nữa ạ. Chào anh Lưu Thưởng, chào anh Nguyễn Quân, chào anh Văn Thành, chào anh Súc Lê, chào anh Tần Nù này, Tần Nù nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Y10 2015 em có bản đủ, Y10 2016 em có bản đủ, đầy đủ Y10 luôn. Chào bác Cúc Cu nào. Một chiếc xe Y10 đời 2015 bản đủ là đây, động cơ trang bị 1.0, biển 30, nước sơn màu bạc, có Y10 2015 bản đủ 1.0. La răng thể thao, phanh ABS, xi nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Nhưng giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi. 245 triệu có Y10 bản đủ nhá. Y10 bản đủ sẽ có gì? Túi khí an toàn, đề lộ khởi hành start top, vô lăng tích hợp các phím bấm, hai bánh trước có phanh ABS và phía sau xe có hệ thống va chạm cảm biến đầy đủ cho em ạ. 245 triệu biển Hà Nội bản hatchback có Y10 bản đủ đây. Bản sedan 2016 màu đen Y10 bản đủ 295 triệu. Màu trắng đẹp 2016 bản đủ 259 triệu, rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Chào anh Lê Tuấn, chào anh Kiên, chào anh Trần Tuấn, chào anh Trung Nguyễn, chào anh, chào bác Toán Thủy xe đạp nhé. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác nhớ tao không ơi, để lại số điện thoại nhá. Anh Hứa Cường ơi, để lại số điện thoại đây ạ. Y10 bản đủ số sàn 245 triệu đây ạ. Quay xem Y10 đây, anh Hứa Cường em quay chi tiết rồi đây nhá. Quay Innova màu đen ok, em sẽ quay lại Innova màu đen cho anh Hiệp Hào này.
Em chào bác, lô dần đây. Em sẽ quay lại một lần nữa nhé. Y10-2015 bản đủ 1.0 số sàn biển 30. Giá chào bán là 245 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm la răng đa chấu phanh ABS, túi khí an toàn, đề lổ khởi hành start top biển thủ đô Hà Nội. Một trong cái biển khi mà các bác về Sài Gòn hoặc là Hà Nội, nó sẽ gánh cho các bác nhà mình 20 triệu đồng phí sang tên. Gánh 20 triệu luôn đấy ạ. Chào anh Lê Minh Tuấn, chào anh Nguyễn Lam, chào anh Công Nam này. Innova màu đen đây ạ, có cờ đuôi không em? Cờ đuôi em có màu trắng và màu đen 211, màu đen 213 anh nhé. Anh Phạm Ngọc Sơn ơi, có cờ đuôi nhé, để lại số điện thoại và cùng em xem buổi báo giá này, em sẽ quay chi tiết luôn. Một chiếc xe Innova 2007, xe gia đình chuẩn chỉ, nước sơn màu đen đẹp. Rất là hiếm khi Innova về màu đen các bác này. 255 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Innova 2.0 đời 2007 đây. Máy số còn đại chất luôn. Không đâm xô và không ngập nước. Vô lăng thiết kế 4 chấu túi khí an toàn. Quay trực tiếp táp ni táp lô để các bác nhìn được chất lượng xe. Vô lăng thì không bóng mòn. Chân nỉ nguyên zin với 3 hàng điều hòa độc lập cho em. Ghế da cao cấp không rách vỡ mục mọt gì đâu ạ. 255 triệu bao hồ sơ cho chiếc xe Innova bản G 2007 của em Lê Hương nhá. À xin lỗi, 2007 đời 20 ấy là bản là bản là Innova 2007 nhá. Y10 số tự động màu trắng đẹp 2015, giá chào bán là 312 triệu. Có Y10 đây. Cờ đuôi thì em có rất là nhiều luôn. Hai chiếc xe cờ đuôi 2011 màu đen và màu trắng đang trên đường về. Nhập đội bên em đại chất luôn. Còn 2013 em cũng có luôn, có cờ đuôi luôn nhá. Về nhiều xe lắm ạ, Y10 có cả bản thiếu, cả bản đủ này. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2011. Động cơ trang bị là 1.6 số sàn bác Phạm Ngọc Sơn ơi. Chevrolet cờ đuôi 2011 giá chào bán là 245 triệu. 1.6 nhá, cờ đuôi là bản lắp ráp trong nước. Còn nếu như SE sẽ là bản nhập này. Chevrolet cờ đuôi 245 triệu. Lên màn hình Android cảm ứng rồi, điều hòa lóng lạnh hai vùng. Thảm bệ sạch sẽ luôn cho em ạ. 1.6 cờ đuôi 245 triệu. 211 máy số đại chất. Một dàn lốp mới 5 chấu, la răng 5 chấu thể thao đây ạ. 245 triệu có Chevrolet cờ đuôi. Còn đi ra bên ngoài này, em sẽ quay cho các bác nhà mình về chiếc cờ đuôi 2013 em cũng vừa mới về nhá. Cờ đuôi 2013 mới về đây, máy số zin đẹp luôn. Đời 2013 với biển đăng ký là biển 29A thủ đô Hà Nội. Giá chào bán cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi 2013 này là 270 triệu. 270 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2013 số sàn 1.6 bản lắp ráp trong nước đây. La răng 5 chấu thể thao. Sơn si sạch bóng luôn. Cờ đuôi 2013 270 triệu. Lên màn hình Android rồi. Ghế da đen cao cấp này, điều hòa hai vùng, táp ly táp lô là hai màu nhá. Chevrolet cờ đuôi 2013 giá chào bán là 270 triệu bao hồ sơ luôn. Đây nhá, có cờ đuôi đây này. Khách điện video cái gì đây? Một chút nữa em sẽ nghe máy, bây giờ đang livestream nhé. Còn với tầm tiền trên 200 muốn mua Y10 thì đây, một chiếc xe hơi đặc biệt một chút này. Y10 đời 2015 nhưng lên form 2018 nhé. Y10 biển thủ đô Hà Nội, lúc sơn màu trắng đẹp, xe gia đình. Giá chào bán là 225 triệu. Nhưng em này được bác chủ lên cho em, nó là cái form dạng này là form 2017-2018 rồi. 225 triệu có Hyundai Grand Y10 số sàn. Em này là bản thiếu. Bản thiếu sẽ không có phanh ABS và không có túi khí an toàn. Nhưng với cái tầm tiền 225 triệu mua một chiếc xe để đi gia đình, đi làm, đi dịch vụ đều ok cho em ạ. Và vừa rồi em có về thêm một chiếc xe Kia Morning số tự động. Kia Morning số tự động em đang chào bán với giá là 146 triệu. Đời 2004, lên khá là nhiều đồ chơi luôn. Lên cánh gió này, lên đề lổ này, lên màn hình này. 146 triệu thay vì mua một chiếc xe SH thì sẽ chọn cho mình một chiếc xe 5 chỗ đi. 5 chỗ ngồi, xe số tự động màu đỏ đẹp luôn, 146 triệu. Còn nếu như mà trên 100 triệu tầm 150 quay đầu muốn mua số sàn thì em có số sàn Morning cũng vừa mới về đây. Có Morning số sàn luôn nhá. Chỉ có 145, 150 triệu là nhiều sự lựa chọn lắm ạ. 130 triệu các bác chọn em cho em Kia Morning 2011 đi. Em này cũng là số sàn. 130 triệu có Kia Morning.
Santa Fe có này, Captiva có này. Một chiếc xe Chevrolet Captiva đời 2007, 7 chỗ ngồi giá rẻ luôn. Lên đèn bi salon, đây là cái dòng xe mà hợp lý nhất trong dòng xe 7 chỗ ngồi vì giá quá là hợp lý luôn. Đời 2007, trang bị cho em có hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, điều hòa là auto, sấy sưởi kính đầy đủ cho em rồi. Vô lăng cũng có tích hợp các phím bấm này. Captiva đời 2007 199 triệu, động cơ trang bị 2.4. Captiva máy xăng nhá, 7 chỗ ngồi các bác nhìn này, sơn si nội thất còn khá là ok luôn. Giá quá là rẻ luôn, 199 triệu. Hiện tại em Hương đang có 2 chiếc xe Captiva. 2 chiếc Captiva số sàn giá chỉ 199 và 215 triệu thôi. Cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn nào, thả tim mạnh mẽ lên cho em nào. Cờ Rui giá 240 triệu ạ. Cờ Rui 2013 là 270 triệu anh nhé. Cờ Rui 2013 là 270 triệu. 2011 là 245 triệu. 240 triệu anh chỉ mua được 2011 thôi anh Võ Văn Than ơi. Võ Văn Thân ơi. Em chào anh Giai Chính Trần này. Đằng sau chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi, số tự động máy xăng, số sàn máy xăng là một chiếc xe Santa Fe. Santa Fe đời 2007, số tự động đẹp và giá chào bán là 375 triệu. 375 triệu cho chiếc xe Santa Fe máy dầu nhá. Số tự động đẹp, cam lùi đầy đủ cho em rồi. Lước sơn màu đen, có đèn bi salon và giá đèn led này. Nội thất bên trong đây các bác này. Nội thất bên trong đây. Màn hình Android cảm ứng rồi, vô lăng tích hợp phím bấm túi khí an toàn. Trần lỉ bọc nguyên zin luôn, bọc ly lông nguyên zin. Thảm bệ phía dưới có thảm 5D và trên có thảm rối sạch sẽ gọn gàng cho em. 375 triệu Santa Fe máy dầu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi số tự động. 199 triệu Captiva số sàn. 199 triệu Captiva số sàn 2007, giá là 199 triệu nhé. Chào anh Boy Nam Vũ Văn, chào anh Bùi Văn Tiến, chào bác Quân Minh nè. À, máy dầu em còn có cả Kia Sorento. Kia Sorento máy dầu bản nhập khẩu đời 2010. Một cầu máy dầu, giá chào bán cho chiếc xe Kia Sorento full option này là 535 triệu. Em này là bản limited, tức là phiên bản giới hạn đây ạ. Đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi, biển 18 Nam Định. Kia Sorento xin nhan trên gương 535 triệu bao rút hồ sơ. Còn bớt cho các bác nhà mình một chiếc xe hội tụ đầy đủ công nghệ vào đây ạ. Một chiếc xe dành cho những bác nào doanh nhân thành đạt nhé. Màn hình Z-Tech này, điều hòa auto, số tự động đẹp, để lổ khởi hành start top, cửa sổ trời full HD, 7 chỗ ngồi gầm cao, có Kia Sorento, ghế lái chỉnh điện và nhớ hai vị trí cho em. Kia Sorento của em Lê Hương này ạ, rất là đẹp luôn ạ. Một dàn lốp mít dày dặn luôn. Giá chào bán là bao nhiêu? 535 triệu. Chào bác Thu Đỗ, chào bác Phạm Ngọc Văn Ngọc này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hyundai Accent thì em có Accent 211 máy số zin bản nhập và có Accent 219 và 218 bản tiêu chuẩn số tự động, bản lắp ráp trong nước nhé. i10 tự động em có anh ơi, anh Đinh Văn Chí ơi, có i10 tự động này. Accent đời 2019 giá chào bán là 480 triệu. Tư nhân chính chủ Hải Dương, một chủ sử dụng và một chủ là một chủ lữ nhá. 2019 do dịch bệnh hoành hành nên là chị đấy đã về Việt Nam. Về Việt Nam và khi mà ổn định rồi thì chị đấy lại sang bên Hàn Quốc nhá. Nên chiếc xe này chị đấy chỉ đi trong 2 cái năm dịch thôi, tức là không đi đến đáng bao nhiêu cả. Giá chào bán chỉ có 480 triệu thôi. Hyundai Accent 2019, số tự động đẹp, một chủ tư nhân ở Hải Dương và giá là 480 triệu. Mua từ năm 2019 và là 2 năm dịch về quê là không đi đến mấy nên bán lại để về Hàn Quốc cùng với chồng người Hàn nhá. Chào bác Tính Bùi này. Anh Đinh Văn Chí ơi, i10, i10 2014 bản nhập đây. Ai xin lỗi, i10 2015, số tự động bản nhập ấn với động cơ trang bị là 1.0, màu trắng đẹp xin nhan trên gương, 312 triệu với phím mở một trạm thông minh. Em Hương có i10, i10 2015 số tự động đẹp, lên đề lộ khởi hành start top rồi, cảm biến va chạm đầy đủ cho em. La răng năm chấu thể thao xin nhan trên gương, i10 số tự động 2015 đây ạ, 315 triệu. Và bên cạnh i10 là một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning nhưng bản này là bản SI nhé. Bản SI số tự động em đang chào bán với giá là 355 triệu. Có Kia Morning SI nhập khẩu này. Innova em có này. Innova em có nhiều này. 7 chỗ có nhiều, bán tải có Chitong, Isuzu này.
và đang về thêm một chiếc xe nữa là số tự động màu trắng đẹp, đó là chiếc xe Kia Rio. Kia Rio có này, bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, đời 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017. Giá chào bán là 535 triệu, nhưng cắt xả lỗ trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 515 triệu thôi. Và ở đây còn có một chiếc xe Kia Rio số sàn. Kia Rio số sàn đời 2015, giá chào bán là 310 triệu đồng. Biển 17 Thái Bình này. 310 triệu đồng Kia Rio bản sedan 2 đầu số sàn đời 2015. Bác chủ cũ độ lên cái màn hình và cái đồng hồ nhìn giống xe mẹc quá này. Nhìn như xe mẹc luôn. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi rồi. Giá chào bán là 310 triệu đồng. Bao rút hồ sơ. Ở đây còn có một chiếc xe Toyota Jaguar. Jaguar đời 2009, xe đăng ký 5 chỗ cộng 2 nhé. Xe đăng ký 5 chỗ cộng 2 có Toyota Jaguar. Jaguar em đang chào bán với giá là 395 triệu. 5 chỗ cộng 2, máy số zin, sơn zin. Một chiếc xe dành cho những bác nào yêu thích dòng Jaguar cực kỳ chất luôn. Giá chỉ có bao nhiêu? 395 triệu, bao hồ sơ và còn bớt ạ. Accent thì em có Accent tự động bản nhập 2011 máy số zin, giá chào bán là 345 triệu. i10 sedan, i10 hatchback em đều có nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương ạ. Một buổi trưa ngày chủ nhật em đã lên sóng tầm trên 100 đầu xe rồi. Còn phải rất là nhiều xe đang trên đường về và đang cho đi rửa dọn thêm để lên sóng cho các bác nhà mình. Em chào anh Đỗ Biên Cương, chào anh Đỗ Đặng Thế Mạnh này, chào anh Cao Thanh Huấn này. Hôm nay là chủ nhật rồi, một cái ngày nghỉ cuối tuần thì em Hương cũng xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Vì em đã lên sóng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ cuối tuần ấm áp hạnh phúc bên gia đình nhé. Còn em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Vừa rồi những bác nào để lại số điện thoại của em Hương ở trên buổi báo giá này thì bây giờ em xuống em sẽ kết nối trực tiếp qua Zalo cho các bác nhà mình. 11:30 ngày mai thì em sẽ lại lên sóng và báo giá rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Em chào anh Cảnh Trần, chào anh Nguyễn Ninh này. Địa chỉ bên em giao dịch là địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong khách hàng sẽ quan tâm ủng hộ nhé. Bác nào mà mới xem kênh của em Lê Hương thì em xin tự giới thiệu, em là Lê Hương Ô tô Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ lên sóng báo giá trên 100 đầu xe từ những dòng xe cỏ này, xe lướt này, giá chỉ từ 60 cho đến 80 triệu em cũng có này, và trên 1 tỷ em cũng có nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những đợt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những buổi báo giá, những mẫu xe mà em lên sóng hàng ngày ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Hẹn gặp lại tất cả khách hàng nhà mình vào 11:30 ngày mai nhé. Chúc khách hàng nhà mình có một buổi chiều, buổi tối ngày chủ nhật ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.